Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Bước sang tháng 11 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi tuổi hợi tháng 11 năm 2021 âm lịch chi tiết về các phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, cẩm nang vượng vận cho từng tuổi trong tháng mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Tháng 11 của người tuổi hợi không có quá nhiều biến động. Mọi mặt cuộc sống chủ yếu vẫn duy trì ở mức bình ổn, tuy không có những bước tiến triển quá đáng kể nhưng cũng không lo bị hãm hại do đắc tội kẻ xấu. Bản mệnh cần tự nhắc nhở mình cố gắng hơn trong mọi việc. Trên phương diện sự nghiệp do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm bệnh, con giáp này thường cảm thấy uể oải, lười biếng, không muốn bắt tay vào công việc được đến đâu hay đến đó bạn cũng thường thiếu kiên nhẫn khi giải quyết những công việc khó khăn cần sự tỉ mỉ nên có xu hướng bỏ cuộc giữa chừng bỏ lại rắc rối cho người khác giải quyết ngoài ra bản mệnh cũng không quá nhiệt tình với chuyện làm giàu thậm chí cơ hội xuất hiện trước mắt bạn cũng ngại ngần nắm bắt chính vì vậy mà tình hình tài chính của bản mệnh không có nhiều tiến triển tích cực bạn cần nhắc nhở mình chi tiêu tiết kiệm chớ nên vung tiền cho những sở thích nhất thời có thể thời điểm này bạn sẽ còn phải dành tiền để chạy chữa cho các căn bệnh vặt xem tử vi tháng 11 năm 2021 tuổi hợi âm lịch, phương diện tình cảm có các tinh thiên diêu chiếu mệnh, bản mệnh dễ thu hút người khác giới nhờ có ngoại hình bắt mắt. Đây có thể là dấu hiệu tốt lành với những người độc thân, nhưng người đã lập gia đình thì cần chú ý nhiều hơn. Bạn cần giữ khoảng cách với người khác giới, chớ để bản thân vướng phải mối quan hệ mập mờ, gây ảnh hưởng hạnh phúc gia đình. Tử vi tuổi hợi tháng 11 năm 2021 âm lịch về phương diện sự nghiệp, trong tháng 11, sự lười biếng khiến công việc của người tuổi hợi khó mà có những bước tiến khả quan. Dường như bản mệnh không quá quan tâm đến những cái đích mà mình đã đặt ra từ trước. Bạn chỉ mong muốn có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hoặc thực hiện những công việc mình yêu thích. Tình hình sức khỏe không được tốt do chịu tác động của cục diện nguyệt lệnh lâm bệnh cũng khiến bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, chán trường. Bạn thường hay nghĩ đến tình trạng sức khỏe của mình hơn là tập trung cho nhiệm vụ được cấp trên giao việc bạn cũng chỉ tìm cách để đối phó cho qua chứ không thật sự dành tâm huyết đó cũng chính là lý do khiến bạn thường xuyên bỏ giờ công việc giữa chừng khiến người khác phải khắc phục rắc rối giúp mình thực chất nếu không tìm ra cách giải quyết công việc bạn nên hỏi xin ý kiến của những người giàu kinh nghiệm hơn chứ không phải là bỏ bê để mọi việc được đến đâu thì đến hành động thiếu trách nhiệm của bạn sẽ khiến mọi người xung quanh có ấn tượng xấu đấy Ngoài ra, bạn cũng cần chú ý đến việc hợp tác với đồng nghiệp, bạn bè nhiều hơn, không nên làm việc, tự quyết định mọi việc một mình. Tinh thần đoàn kết sẽ khiến nhiệm vụ của bạn trở nên đơn giản và trôi chảy hơn, bạn cũng sẽ được truyền thêm động lực nhờ thái độ làm việc tích cực của mọi người xung quanh. Thái dương cắt tinh chiếu mệnh cho thấy bạn vốn xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp nên không lo không được giúp đỡ. Ai ai cũng sẵn sàng vạch hướng đi cho bạn, chỉ là bạn có chủ động lên tiếng nhờ trợ tử vi tuổi hợi tháng 11 năm 2021 âm lịch về phương diện tài lộc. Xem tử vi tháng 11 năm 2021 tuổi hợi âm lịch, bản mệnh không thu được khoản lời lãi đáng kể nào trong khoảng thời gian này, nguyên nhân chủ yếu là bạn thường có thái độ thờ ơ, được chăng hay chớ, không thực sự tích cực trong công việc. Bản mệnh thường sống dựa vào những khoản thu nhập đều đều hoặc những khoản tiết kiệm từ trước đó nên không thực sự cảm thấy thiếu thốn. Chính vì vậy, bạn tạm ngừng những kế hoạch kiếm tiền của mình để dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Người làm đầu tư kinh doanh cần cẩn thận hơn trong việc ký kết hợp đồng hoặc hợp tác với đối tác, khách hàng trong khoảng thời gian này. Sự mệt mỏi, thiếu minh mẫn có thể khiến bạn để sót những lỗi sai không đáng có, gây ra tổn thất cho công ty, doanh nghiệp mình. Tháng này, bạn mệnh nên chú ý chi tiêu tiết kiệm hơn, bởi bạn có thể tốn tiền cho các vấn đề sức khỏe của mình đấy. Đừng nghĩ rằng những căn bệnh vặt không tốn của bạn bao nhiêu tiền, bởi nếu tình hình cứ kéo dài, bạn sẽ nhận thấy túi tiền của mình cạn kiệt nhanh chóng. Người làm công ăn lương nên nhắc nhở bản thân mình chớ lười biếng. Nếu công việc không bận rộn, bạn có thể nhận các công việc làm thêm góp phần cải thiện thu nhập. Tử vi tuổi hợi tháng 11 năm 2021 âm lịch về phương diện tình duyên. Vận trình tình duyên của người tuổi hợi có những khởi sắc nhất định do được các tinh thiên diêu chiếu mệnh bản mệnh quan tâm hơn đến ngoại hình của mình lại có tài ăn nói nên dễ thu hút được sự chú ý của mọi người xung quanh thậm chí người độc thân có thể nhanh chóng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình tuy nhiên dù có đào hoa đến đâu đi nữa bạn cũng cần nhớ nghiêm túc trong chuyện tình cảm chớ nên giữ mối quan hệ với quá nhiều người nếu bạn không chân thành trong tình yêu thì sớm muộn gì bạn cũng sẽ khiến những người chân thành với mình cũng như chính bản thân mình phải chịu tổn thương với những người đã lập gia đình, sự tự tin, cách nói chuyện có duyên khiến bạn nhanh chóng trở thành tâm điểm của đám đông, để lại ấn tượng tốt đẹp cho nhiều người xung quanh. Có điều tử vi tháng 11 năm 2021 tuổi hợi âm lịch khuyên bạn nên giữ khoảng cách với người khác, đừng để bản thân vướng vào những mối quan hệ mập mờ, phức tạp. Con giáp này hãy luôn nhắc nhở bản thân trân trọng những gì mà mình đang có, chớ chạy theo những điều phù phiếm ở bên ngoài. Trước khi đưa ra một quyết định sai lầm, bạn cần nghĩ tới những người đang chờ đợi mình ở nhà để có thể dừng lại đúng lúc. Tử vi tuổi hợi tháng 11 năm 2021 âm lịch về phương diện sức khỏe. Người tuổi hợi không mắc phải những căn bệnh nặng trong tháng này nhưng sức khỏe vẫn có phần suy nhược. Bạn thường xuyên lo âu, bi quan nên tinh thần khó có thể phấn chấn, làm gì cũng thấy chán nản, mệt mỏi bên cạnh đó vì bản mệnh ăn ngủ kém nghỉ ngơi kém nên dễ nhiễm lạnh và mắc phải những căn bệnh vặt vãnh theo mùa như sổ mũi nhức đầu những căn bệnh này khiến bạn cảm thấy buồn rầu mệt mỏi không có hứng thú làm việc để thoát khỏi tình trạng này bản mệnh nên nhắc nhở bản thân mình vận động nhiều hơn không nên chỉ nằm hoặc ngồi yên một chỗ vận động sẽ kích thích trao đổi chất giúp cải thiện hệ miễn dịch cho bạn một cơ thể khỏe khoắn năng động hơn cẩm nang vượng vận cho từng tuổi hợi trong tháng 10 âm lịch năm 2021. Tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ, nam thủy diệu, nữ mộc đức. Khẩu quyết, tinh thần uể oải, khó tập trung vào công việc. Quý nhân, thìn, mão. Tiểu nhân, tỵ tuất. Màu sắc may mắn, hồng, vàng. Tuổi kỷ hợi, thuộc mệnh mộc, nam mộc đức, nữ thủy diệu. Khẩu quyết, cẩn thận hơn trước khi ký kết hợp đồng, tránh để xảy ra sơ suất. Quý nhân, dần, mùi tiểu nhân dậu ngọ màu sắc may mắn vàng đỏ tuổi tân hợi thuộc mệnh kim nam vân hán nữ la hầu khẩu quyết nghiêm túc hơn trong chuyện tình cảm chớ giữ quan hệ với nhiều người quý nhân tất mùi tiểu nhân sửu mão màu sắc may mắn nâu trắng tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy nam thủy diệu nữ mộc đức khẩu quyết giữ khoảng cách với người khác phái trân trọng những gì mình đang có quý nhân thân dần tiểu nhân, sửu tỵ, Màu sắc may mắn cam tím. Tuổi ất hợi thuộc mệnh Hỏa, nam mộc đức nữ thủy diệu. Khẩu quyết dễ mắc các bệnh vặt nên vận động nhiều hơn. Quý nhân, tuất dậu. Tiểu nhân, ngọ thìn. Màu sắc may mắn trắng, đỏ. Các bạn thân mến, trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi của tuổi hợi trong tháng 11 năm 2021 âm lịch hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ các bạn có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc của mình được thuận lợi suôn sẻ nhất cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại